Rồi bắt đầu vô squat bước ngang, bắt đầu hai vòng, đang khởi động nhẹ nhàng. Rồi về. Thở thở. Hai vòng mà. Ừ. Mỏi chứ bộ. Nếu mà nửa anh đợi em không mỏi hả? Cố lên, cố lên. Sắp tới đích rồi. Hai bước nữa. Rồi bây giờ là nhảy xe. Gạch này là 70. Rồi bây giờ anh nhảy xe 4 ô đi. 28. Này là 70. Một ô này là 10 nè. Tổng cộng này là có 7. Nhảy qua lại trước đã. Từ từ làm nóng qua mấy kia được. Ừ rồi. Này giống chơi nhảy bước của mấy đứa con nít quá. Mấy bạn thấy hôm nay nắng đẹp không? Nắng đẹp như thế này là chúng ta đừng ở nhà ngủ mà chúng ta hãy xuống sân nhảy múa. Nhảy này khó lắm á, thằng bạn á. Đúng rồi chưa? Chưa, mới có 6 à. Tính hai bên mà. 8 10. Rồi. Nước không? Nước không? Một ô nhỏ này là 10 cm á. 7 ô nhỏ là 7 ô nhỏ là ấy đó. Bây giờ chúng ta sẽ coi ra Lâm nhảy xe nào. Chuẩn bị. Hơi nặng, hơi nặng. Không tới đâu. Cái này phải mua cho cái còi giống thầy thể dục mới đúng. Thầy kêu vô 3, 2, 1 thổi còi. Các bạn nhớ men dày ở những cái này để bảo vệ chân nha. 4 cái 5. Mời giãn cơ. Sau mỗi hiệp chúng ta sẽ giãn cơ. Hôm nay là lớp học của cô Juni. Giãn chân đi. Co chân lên, co chân lên giãn. Nó căng đùi sau nó không có căng đùi trước. Căng đùi sau giãn sao vậy? Rồi bây giờ anh thấy cái cây kia không? Đó anh nhảy chạm vô cái đèn đó. Hả? Thôi bây giờ cái lá đi. Cái lá này thấp quá. Sao mà thấp thỉ vậy? Đây các bạn, đây là cái cây. Sao anh nhảy chạm lên quá tấm hố luôn kìa. Em nói anh nhảy chạm cái đèn nữa đó. Ôi, lá rất là xanh.
trời xanh xanh ngát xanh, lá rung tay rung má xanh. Lá trước mặt anh đi, cái lá nhô ra đó. Đúng rồi, gần một sải tay. Good morning. Ôi, tay tóc đẹp quá. Trời ơi, lâu rồi tập cardio mệt quá. Cho thấy ra là bình thường rất lười, chưa tập độ. Bắt đầu, trời xanh xanh lá xanh. Rồi, một cái. Mười cái nào. Bắt đầu. 2 Coi chân lên tạo dáng nào. 5 Thấy má rồi. 6 Cho cái cành nó xa thôi. 7 cái rồi. 8 Chấm đầu. 7 phút 3 bài thôi. Bây giờ lại. Đợi lại nào. Bước squat. Nhảy xa nhảy cao. Chạy mệt đi. Đi chạy tốc độ đi. Đối rồi hả? Mỗi bài tập 1 hiệp thôi. Trời ơi tập vậy sao tăng chiều cao được. Mấy bạn nhỏ này. Mấy bạn này tập 4x10 nha. 4x10 hoặc 4x12 nha. Không, cái này cái này là anh tập mẫu. Còn mấy bạn tập là bạn tự nhân 4 hiệp thôi. Trời ơi tập mình chạy giá rồi. Nhóc kia ngồi nhìn anh cười à. Nãy giờ ngồi nhìn ngủ mộ lắm luôn. Giờ mới tập được có 7 phút mà đòi nghỉ. Rồi giờ qua bài nhẹ nhàng điều hòa nhịp thở lại đi. Rồi mới chạy nước rút được. Rồi sau khi nhảy thì sao? Chết thở chứ thì sao? Khép chân lên mùa hoa dễ nghe. Chụp rút bây giờ. Còn này chắc nó không có điện đâu ha. Còn này còn đèn, này còn đèn. Ôi nhìn anh thật là bé nhỏ so với cái cột. Mấy bạn hỏi là sao anh không làm bài tập tăng chiều cao trong nhà mà anh cứ làm bài trong cho ngoài trời. Ra ngoài trời tập cho nó có nắng cho nó cao chứ. Giờ là 30 mét. Bấm giờ. Sẽ biết 30 mét. Từ cột này. Thôi anh ước lượng dễ fail lắm. Giờ thấy cái cột trung nguyên không? Không, lấy cái cột ngay sau cây đi. Rồi chạy đó về đây em bấm giờ. Một tay anh cột 1, 2, 3, 4, 5 tới cột 5 chạy về đây đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 đúng rồi. Xe cột 2 nha. Chơi để đổi video khác đi. Tiếp tục sau bài tăng chiều cao thì bây giờ sẽ là bài chạy bền. Chạy nước rút, nói chung chạy kiểu gì đó. Ngắn thời gian nhất là chạy thôi. Ê, cái cột ở đây. Cột ở đây.
lấy mất ở đây mà bước xuống. Ngồi lại chạy tới đó có chạy về không? Có chứ. À, vậy đó. Ừ. À. Không. Liền mà. Ờ chạy tới đó chạy về. Tính marathon nha. Bắt đầu hưởng ứng cuộc thi marathon 3, 2, 1 bắt đầu. Nhanh lên, nhanh lên. Hai mươi chấm tám. Nghỉ một phút đúng không? Rồi, nghỉ, nước nè. Rồi, đứng lui ra. Rồi, cái này mà ai mà tập mà không ăn nhẹ rồi không biết sao mà có sức tập luôn. Mấy bạn thấy là hình giống hàng đầu cọ không? Bữa quá, em cắt cỏ ra, thằng cơ hỏi giống đầu cọ không? Rồi, 30 giây trôi qua, thở thêm đi. Anh, để chai nước gọn mua anh. Không người ta đẹp á, tội nghiệp người ta. Ôi, một thằng nhóc này là thông minh. Bắt đầu 15 giây rồi. Anh chạy chưa? Chưa. Một anh áo sơ mi trắng mới đi qua. 3, 2, 1. Em nghĩ là anh chạy tới 8 giây xong rồi còn là anh chạy về chậm hơn, anh mất cái vòng cua á. Chết rồi, ra thằng Long bị thằng eo kia nhìn rồi, nó đè nãy giờ rồi. Sao phải sắm áo dây, hay dây cho anh nó được. Giờ đua nước rút cái khoảng đó nha. Là chạy anh sẽ tới cái chỗ. Giờ xa hơn đi đua nước rút. Đua nước rút 40 mét đi. Từ cái cột thứ 5 quay về đây. Sao anh biết 40 mét được? Xa hơn nhiều. Sáng nay nắng rất là đẹp. Các bạn tập mấy bài chạy này các bạn nhớ kiếm chừa cái khoảng nó hãm tóc nha. Da tóc, da tóc. Gọi là hãm tóc, ít nhất phải mười mấy mét. Anh không học vật lý à? Cái đó là da tóc hiểu không? Nó chùi chứ. Da tóc là da tăng đều, còn hãm tóc là chậm dần lại. Không phải, là tức là tới đây anh tắt máy xong nó vẫn còn da tóc nó trên đi, hiểu không? Không biết học vật lý gì hết, tao chưa đáng lý hóa đây, nghĩ. Cái đó gọi là hãm tóc. Em không biết ha. Đâu ra từ hãm tóc. Không có cụm từ nào trong đó là hãm tóc hết đó, không có đơn vị nào là hãm tóc hết trơn. Da tóc là tóc biến thiên, còn hãm tóc là dùng cái từ ý nó là nó sẽ chạy chậm dần ấy, hiểu không? Rồi sao? Chạy nữa không? 7 giây 08.
giờ thử nha thằng nữa ha. Rồi đi bộ lại đó đi. Ôi chuối nhìn ngon đó. Chuối đó đều gai bán tới 8.000 trái luôn á. Mắc cái giống gì mà mua nguyên nãy à. Ăn thì không ngon mà ăn từng trái. Sẵn sàng 3, 2, 1. Ghê thiệt, 7 giây 08 rút lên 5 giây 51. Nè, dễ thương không? Tích. Đau không? Nước nè, nữa không? Chơi nữa không? Rồi má nhịp tim nó lên. Chơi nữa không? Rồi, thở nữa. Các bạn mới chạy xong không nên ngồi liền nha. Chúng ta phải đi đi lại lại để điều hòa nhịp tim. Ở chỗ này không dám tăng tốc. Bắt đầu từ khúc này là hơi giảm tốc rồi. Đây sợ nó lao. Tào lao thì chứ. Người tập mẫu kiếm cô sinh, cô này không sinh. Bà mẹ nó tập mệt gần chết. Tập mệt gần chết thành đòi sinh. Dở hơi cấm lợn nè. Éo con nào mà tập hết sức mà hả, tóc tai còn đẹp rồi xong môi các kiểu hết á. Tao xong là tao tôn trọng người nhìn lắm rồi. Anh bỏ chai nước lại đây đừng mở giữa đó đường. Đó chỉ là quay tập đẹp mà tập mệt á mà đẹp chỉ là quay mẫu cho các bạn coi thôi ha. Má đôi khi cái clip đó là họ quay là đôi khi họ quay có khi là nửa ngày đồng hồ. Sau đó họ ghép lại. Đó. Giờ ví dụ mà quay á mày gọi là tập á, squat đẹp á, đó là diễn tả vậy nè. Rồi chúng bay cảnh 1, squat 2, 3. Cắt. Rồi mặt em chưa tươi làm lại quay gì nóng kính cười cảnh 2 diễn lại. Đó các bạn không? Không có dễ như các bạn nghĩ đâu. Rồi ví dụ như đạp xe. Đó thì diễn lên. Đó. Ngồi đó mơ mộng tiếp tập thực tế. Mới sáng sớm đọc thiệt chứ. 5 giây năm mấy? 5 giây 50 mấy á, quên rồi. 57 5 giây rưỡi. Rồi ngang qua khúc này đúng không? Giờ cố gắng nhanh hơn đúng không? Rồi đi đi. Thiệt chứ, mới sáng sớm đọc điên máu. Ôi nhưng mà mình tập để mình khỏe á, và song song đó là mới quay clip lại cho các bạn coi bài tập thôi chứ đâu phải là mục đích là quay clip cho mấy bạn để mấy bạn coi bài tập để lên có người làm mẫu cho đẹp đâu. Em muốn coi mẫu thì coi mấy kênh khác mà coi. Bực mình. Chánh bơi 3, 2, 1. Không đủ độ tăng hết sức tới khúc này thì làm đã hãm cỡ đó rồi, xem nó đập đầu vô bụng cây rồi. Nhà nào 5 giây 28 được. Nãy đi ăn sáng thôi, hôm sau tập tiếp nha các bạn. Mới tập có 20 phút mà. Thế thôi. Lát nữa tập chân nữa. Bước dài đi, bước dài cho nó giãn ra đi. Thẳng lên.
bước tới cái cột rồi quay về. Rồi quay về. Rồi sai rồi. Rồi chạy bước nhỏ về đi. Hồi xưa thầy thể dục hay chạy về nè. Ở chạy bước nhỏ gì kỳ vậy? Ừ, thầy dạy vậy mới đúng mà, thẳng lưng lên. Hồi xưa giờ thể dục có học thầy đâu. Rồi nâng cao đùi gót chạm mông. Combo bài tập 80 động tác. Trời ơi, thiệt luôn á. Hồi xưa hả? Chắc đùi quá. Đã quá, hôm nay vô đây huấn luyện tốt quá. Rồi, vô đây về huấn luyện vô đây rồi, nhanh nên các bạn đừng ngán tị nha. Và các bạn có thể tập theo bài tập này của đây rồi, để gia tăng thể lực, tốc độ. Tại vì giống như một đây là một kiểu tập thể lực cường độ cao, ngắt quãng gì đó. Nó sẽ gia tăng thể lực và sức mạnh cơ bắp cho các bạn. Nó rất là mệt vì các bạn phải tăng tốc hết cỡ trong vòng 5 giây, điều đó rất là khó, không dễ đâu. Tôi ước tính tôi chạy phải 28-30 km/h. Chưa tới đâu. Chưa tới hả? Nhanh mà. Nhanh, bình nhanh. Thường chạy 20 nó tàn tàn lắm, không tự tới tốc độ này đâu. Rồi, vậy nha các bạn. Bye bye các bạn.